Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, trước sức tấn công mạnh mẽ và liên tục của quân đội Nga, lực lượng Kiev đã đuối sức nên buộc phải rút lui ở nhiều nơi. Nhiều phong tuyến sụp đổ hàng loạt, có khả năng Ukraine sẽ mất thêm 4 thị trấn trong thời gian tới. Sau khi Adipka thất thủ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm tiền tuyến ở khu vực Kupiansk thuộc tỉnh Kharkov ở phía đông bắc. Theo Reuters, Khu vực Kupiansk được Ukraine giành lại vào năm 2022, nhưng là nơi lực lượng Nga hoạt động tích cực trong những tháng gần đây. Sau khi đến thăm Kupiansk, Tổng thống Zelensky cho hay tình hình đang cực kỳ khó khăn ở một số khu vực tiền tuyến, nơi binh sĩ Nga tập trung tối đa lực lượng dự bị. Họ đang lợi dụng sự chậm trễ trong viện trợ cho Ukraine, và đây là một vấn đề rất nhạy cảm. Đang thiếu pháo binh, cần có hệ thống phòng không và vũ khí tầm xa. Nhưng trên toàn bộ mặt trận dài 900 km, Ukraine đang thiếu đạn dược nếu không có sự hỗ trợ quân sự mới của Mỹ và nước này đang phải vật lộn để bổ sung nhân lực đã cạn và kiệt sức của mình sau hai năm giao tranh ác liệt. Cuộc tấn công của Nga đang chia thành nhiều tuyến tấn công chính trải dài trên các thị trấn và thành phố ở hầu hết mặt trận miền đông và miền nam Ukraine. Trước sức tấn công mạnh mẽ và liên tục của quân đội Nga, lực lượng Kiev đã đuối sức nên buộc phải rút lui ở nhiều nơi. Từ hướng Bắc Mút có báo cáo rằng quân đội Nga đã tiến vào Ivaniske các cuộc đụng độ dữ dội đang diễn ra ở phía đông của ngôi làng. Có khả năng Ukraine sẽ mất thêm tới 4 thị trấn. Ngoài ra, lực lượng của họ bắt đầu tiến về phía tây khu định cư Khimik và phía tây bắc Opitne nắm quyền kiểm soát phần lớn vành đai rừng trong khu vực này và tiến vào những phần đầu tiên của Sevenoye khi lực lượng Kiev bắt đầu rút quân về tuyến phòng thủ mới. Giao tranh đang tiếp diễn dữ dội, hai bên giành giật từng công sự, từng ngôi nhà, góc phố. Trên hướng Liman, quân đội Moscow đã chiếm thêm hai thành trì của KF gần Teni và tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, san bằng chiến tuyến ở phía Bắc. Như vậy, lực lượng Moscow chỉ còn cách thị trấn Teni chưa đầy 1 km nữa và mục tiêu của họ dường như sẽ là giành quyền kiểm soát tất cả các thị trấn dọc chiến tuyến tới Liman. Kênh Riba cho biết, trên hướng Soleda, quân đội Nga đã xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine ở vùng ngoại ô phía đông bắc Ivanovsky, Krasny. Hiện tại, hàng chục ngôi nhà đã được kiểm soát và các đơn vị đổ bộ đường không của Nga đang trấn giữ ở đó. Có thể thấy, Nga đã tiến bộ ở một mức độ nào đó trong hai tháng qua. Hiện nay, theo Riba, điều quan trọng là Nga phải giữ vững thế chủ động, củng cố các vị trí đã giành được, bởi đối phương chắc chắn không sẵn sàng từ bỏ các khu định cư và sẽ tiếp tục kháng cự. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hiện nay tỷ lệ vũ khí và thiết bị hiện đại trong lực lượng hạt nhân chiến lược chiếm 95%, trong khi thành phần hải quân trong bộ ba hạt nhân đã đạt gần như 100%. Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa siêu thanh Zircon mới và việc thử nghiệm các hệ thống tấn công khác cũng sắp hoàn thiện. Theo ông Putin, năng lực mạnh mẽ của lực lượng vũ trang Nga sẽ đảm bảo cho an ninh và tự do của nước này. Ông cho hay, việc nâng cao năng lực tác chiến là một trong những ưu tiên hàng đầu của lực lượng vũ trang Nga. Cuối năm ngoái, lãnh đạo Nga cho rằng Trước tình hình toàn cầu hiện nay và sự xuất hiện của những rủi ro quân sự chính trị mới, bộ ba hạt nhân đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự cân bằng chiến lược giữa các cường quốc trên thế giới và vai trò này ngày càng gia tăng. Khoảng 15 hệ thống phóng tên lửa hạt nhân JAS và Avangard sẽ được đưa vào sử dụng trong lực lượng tên lửa chiến lược Nga. Tổng thống Putin cho hay, các hoạt động của NATO nhìn chung tăng mạnh và các lực lượng Mỹ gồm máy bay đã được triển khai tới biên giới Nga. Ông cũng nhấn mạnh phương tây tiếp tục tiến hành chiến tranh tổng hợp nhằm vào nga tích cực cung cấp cho ukraine thông tin tình báo theo giờ thực cử cố vấn quân sự và gửi vũ khí hiện đại tới nước này bộ ba gian đe hạt nhân gồm icbm phóng từ mặt đất tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm slbm và máy bay mang vũ khí hạt nhân duy trì ba trụ cột hạt nhân giúp hạn chế nguy cơ lực lượng chiến lược bị xóa sổ trong đòn phủ đầu đảm bảo khả năng tấn công trả đũa và năng lực gian đe hạt nhân đáng tin cậy hiện có bốn nước sở hữu bộ ba gian đe hạt nhân gồm Nga, Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ. Mặt khác về hoạt động quân sự tại Ukraine, Tổng thống Putin cho biết lực lượng vũ trang Nga nắm quyền chủ động trong khu vực xung đột và đang làm mọi thứ cần thiết. Ông chủ điện Kremlin nhận xét, đánh giá tình hình hiện tại trên thực địa, tôi có thể tự tin nói rằng quân đội Nga đang giành được thế chủ động. Về cơ bản, chúng tôi đang làm những gì cần thiết. Tổng thống Nga nhấn mạnh những lời tung hô về khả năng bất khả xâm phạm của thiết bị quân sự phương tây đã được làm sáng tỏ trong cuộc xung đột hiện nay xung đột nga ukraine kéo dài và trở thành cuộc chiến tiêu hao đã xuất hiện tâm lý mệt mỏi ở mỹ và các quốc gia phương tây viện trợ cho kiev slovakia thông báo ngừng viện trợ cho ukraine nhiều đề xuất hòa bình cho xung đột đã được đưa ra song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa nga và ukraine phương tây liên tục bơm vũ khí cho ukraine đối đầu nga moscow cho rằng quyết định của mỹ và các nước nato cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine, khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên vô nghĩa. Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự. Hai năm kể từ khi bùng phát xung đột với Nga, ở Ukraine, nhiều người vợ đã trở thành quá phụ, cha mẹ ngóng chờ những đứa con trai bị bắt làm tù binh, các lớp học trống không, và nhiều nơi không còn nông dân trồng trọt. Ngay tại làng Lozuvatka, cách tiền tuyến khoảng 100 km, khắp nơi đều có dấu hiệu cho thấy cuộc xung đột kéo dài 2 năm đã làm thay đổi bộ mặt Ukraina nghiêm trọng thế nào. Alona Onitschuk đến thăm nghĩa trang của làng Lozuvatka vào một ngày mùa đông tuyệt rơi, nơi chồng của cô an nghỉ ở đó cùng 10 binh sĩ khác trong một khu vực mới có tên gọi là Hẻm Anh Hùng. Onitschuk chia sẻ với Reuters, chúng tôi không ngờ sẽ có nhiều người phải ngã xuống như vậy các khu chôn cất tương tự đã xuất hiện trên khắp Ukraine là minh chứng cho cuộc giao tranh khốc liệt hiện đã bước sang năm thứ ba và vẫn chưa có hồi kết. Giao tranh ở tiền tuyến phía đông và phía nam Ukraine cách xa khu định cư với khoảng 6.800 dân ở miền trung đất nước này. Song người dân của làng vẫn bị ảnh hưởng sâu sắc. Onitschuk đã bỏ việc ở một cửa hàng tạp hóa khi mang thai đứa con gái và quá trình làm việc mới càng trở nên khó khăn hơn do trường mẫu giáo địa phương đã đóng cửa. Mọi trường học ở Lozuvatka cách thủ đô Kiev khoảng 350 km về phía đông nam, đều phải tạm dừng hoạt động. Hệ thống hầm tránh bom của các cơ sở này không đủ lớn để chứa tất cả học sinh trong trường hợp xảy ra không kích. Mặc dù các vụ tấn công trực tiếp bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV của Nga vào Vatka rất hiếm khi xảy ra, nhưng ngôi làng nằm gần thị trấn sản xuất thép trọng điểm Kariviri, nơi thường xuyên bị tập kích, dẫn đến còi báo động vang rền ở các khu vực xung quanh. Ngoài những người thiệt mạng, còn có những người mất tích. Các quan chức Ukraine thống kê, khoảng 8.000 người, bao gồm cả dân thường và binh sĩ, đã bị phía Nga bắt giữ làm tù binh trong xung đột. Khoảng 3.000 người, hầu hết là quân nhân đã được phóng thích trong hàng chục cuộc trao đổi tù binh. Tuy nhiên, vẫn còn hàng nghìn gia đình đang ngóng đợi số phận của những người thân bị bắt giữ. Trong số đó có hai cư dân Lozuvatka là Tetiana Terleska và Yuri Terleski, cậu con trai Denis, 29 tuổi của họ, thành viên lực lượng vệ binh quốc gia từ năm 2021, đã bị bắt khi đang chiến đấu ở thành phố Cảng Mariupol, phía đông nam Ukraine vào tháng 5 năm 2022. Bà Teleska phát biểu tại một cuộc biểu tình của hàng chục người ở Kriviri nhằm yêu cầu chính phủ Ukraine làm tất cả những gì có thể để giải cứu các tù binh. Chúng tôi muốn chứng tỏ không ai quên họ. Chúng tôi sẽ luôn đấu tranh vì họ như họ đã chiến đấu vì chúng tôi. Tại một trang trại lớn ở địa phương, ông chủ Alexander Vasinchenko đã phải để những nhân viên thiết yếu tham gia lực lượng vũ trang. Ông lo ngại sẽ sớm có thêm nhiều người nữa rời đi trong khi các máy móc cần thiết để thu hoạch hoa hướng dương, lúa mì và lúa mạch sẽ bị hỏng. Theo chính quyền địa phương, hơn một phần ba số lao động nông trại lành nghề ở Luhovatsk đã được huy động vào quân ngũ. Điều đó cho thấy tác động của xung đột đối với ngành nông nghiệp, xương sống của nền kinh tế Ukraine. Tại làng Luhovatsk, cặp vợ chồng trẻ Anastasia và Oleksandr Korobchenko đang sống trong một ngôi nhà do bạn bè tìm giúp sau khi họ phải rời bỏ quê hương. Họ nằm trong số 3,7 triệu người Ukraine phải đi sơ tán trong nước để tránh giao tranh. Mặc dù gia đình Kropchenko đã tìm được việc làm ở Luzuvatka, nhưng họ vẫn chưa muốn sinh con vì không biết điều gì sẽ xảy ra với mình vào ngày mai. Thời điểm này, chính phủ Ukraine đang bế tắc trong việc tìm cách huy động thêm 450.000 đến 500.000 người khác tham gia quân ngũ. Mới đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, công dân nước ngoài giờ đây có thể gia nhập vệ binh quốc gia Ukraine giữa lúc ép hy vọng sẽ củng cố lực lượng vũ trang cho xung đột với Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết trong một tuyên bố, người nước ngoài và người không quốc tịch có thể gia nhập lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine kể từ ngày 21 tháng 2. Ở Ukraine, hiện quan niệm chiến đấu tới cùng để giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ đã lọt vào tay quân đội Nga vẫn đang rất phổ biến, bất chấp đối thủ được trang bị tốt hơn, trong bối cảnh sự hỗ trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine đang bị đình trệ. Theo tờ Kiev Post, hôm 21 tháng 2, trên kênh Telegram, Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải đoạn video cho thấy ông Gerasimov đến thăm và trao huy chương cho các binh sĩ tham gia chiến dịch tấn công và giành quyền kiểm soát thành phố Adipka ở Ukraine. Trước đó, tin đồn lan truyền ông Gerasimov đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng tên lửa của Ukraine vào sở chỉ huy của Nga ở bán đảo Crimea hôm 8 tháng 1. Lần gần nhất, truyền thông Nga nhắc tới ông Gerasimov là vào ngày 18 tháng 2, khi hãng thông tấn TASS đưa tin Tổng tham mưu trưởng Nga và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu đã báo cáo cho Tổng thống Vladimir Putin về quá trình giành quyền kiểm soát thành phố Adivka thuộc vùng Donetsk của Ukraine. Liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của tướng Sergei Ruskoy, Cục trưởng Cục tác chiến của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, kiêm phó Tổng tham mưu trưởng thứ nhất trong cuộc phỏng vấn với tờ Krasnaya Zvezda cho biết, các lực lượng vũ trang Ukraine vẫn duy trì khả năng chiến đấu để tiến hành các hoạt động chủ động trong tương lai với sự hỗ trợ quân sự quy mô lớn từ phương tây không thể loại trừ một nỗ lực phản công khác ông Ruskoi cho biết thêm rằng binh sĩ từ các nước NATO đang vận hành các hệ thống phòng không hệ thống tên lửa phóng loạt và hệ thống tên lửa chiến thuật ở Ukraine ông Ruskoi nhấn mạnh các binh sĩ NATO đang tham gia vào cuộc xung đột họ điều khiển các hệ thống phòng không tên lửa chiến thuật và hệ thống tên lửa phóng loạt đồng thời là một phần của các đơn vị tấn công. Bình luận của ông Ruskoi được đưa ra trong bối cảnh Nga vừa tuyên bố kiểm soát Adipka, thành trì quan trọng ở miền đông Ukraine. Đây được coi là thắng lợi lớn nhất của Moscow kể từ khi giành được Bakhmut hồi tháng 5 năm 2023. Các nhà quan sát nhận định rằng việc kiểm soát Adipka sẽ giúp Nga mở đường tiến công vào các thành phố khác như Konstantinovka ở phía Bắc và tiến gần hơn tới mục tiêu kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk. Cuộc phản công gần đây nhất của Ukraine bắt đầu vào tháng 6 năm ngoái và kéo dài đến khoảng tháng 10 khi lực lượng Ukraine tìm cách xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Nga tại nhiều điểm ở các khu vực Kherson, Zaporizhia và Donetsk. Theo số liệu từ Bộ Quốc phòng Nga, cuộc phản công này không đạt được bất kỳ chiến thắng lãnh thổ đáng kể nào. Cuối tháng trước, trong cuộc phỏng vấn với báo Anh Telegraph, Giám đốc tình báo quân sự Ukraine Kirin Budanov nói rằng lực lượng Kiev sẽ tiếp tục tấn công Nga một lần nữa vào mùa xuân. Hiện vẫn chưa rõ Kiev làm cách nào sẽ có được vũ khí hoặc nửa triệu quân cần có để bù đắp tổn thất sau cuộc phản công thất bại vào mùa hè năm 2023. Dự báo với cuộc phản công sắp tới, quân đội Ukraine cũng sẽ phải đối mặt với một số thử thách khi vũ khí phương Tây cung cấp bị phá hủy, lực lượng binh sĩ được huấn luyện bị thay thế bằng lính nghĩa vụ chưa có kinh nghiệm và tương lai các khoản viện trợ quân sự từ Mỹ vẫn chưa chắc chắn. Ngay trong thời điểm hiện tại, tình hình ở tiền tuyến vẫn rất cam go với tình trạng thiếu đạn dược và tân binh. What? <laughs>